Có người nghe kinh thì xin chấp trước, đây là ta, đó là họ. Kinh này là kinh đời nhà tấn, kinh nọ là kinh đời nhà đường. Đó là tầm phân biệt, những người này đều có tư tưởng khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cho nên nói hết thảy khác biệt, không nghĩ bàn. Môn giải thoát này trí chẳng biết, nhiều thứ cảnh giới khác nhau, chẳng có cách chi hiểu được những vị vua trời tự tại trí huệ chàng này đã được pháp môn giải thoát này tất cả cõi nước trong quá khứ đều thị hiện trong lỗ chân lông đó là thần thông của chư phật ái lạc tịch tĩnh diễn nói được tất cả cõi nước trong quá khứ quá khứ chẳng có quá khứ hiện tại chẳng có hiện tại vị lai chẳng có vị lai đó là đạo lý trong kinh kim càng nói kinh văn nói như vậy tam tâm liễu bất khả đắc quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại tâm bất khả đắc vị lai tâm bất khả đắc sao lại nói tâm quá khứ không thể được vì quá khứ đã qua rồi qua rồi thì chẳng có cho nên nói quá khứ tâm bất khả đắc sao lại nói tâm hiện tại không thể được vì hiện tại thì không ngừng lại nói bây giờ là hiện tại nói xong cũng qua rồi thời gian không thể ngừng lại bất động cho nên nói hiện tại tâm bất khả đắc. Sao lại nói tâm vị lai không thể đắc được? Vì vị lai thì chưa đến, không có đến cũng không thể được, cho nên nói vị lai tâm bất khả đắc. Do đó, tam tâm bất liễu thủy nan tiêu, ngũ quán yếu minh, kim giã hóa, tạm dịch, ba tâm không thấu nước khó tiêu, năm quán tỏ rõ vàng cũng tiêu hóa được nghĩa là nói nếu tồn tại tâm quá khứ tâm hiện tại tâm vị lai dù thí chủ cũng dường một ly nước trà cũng không tiêu hóa được càng không cách chi tiêu hóa được tách trà nếu hiểu được đạo lý năm quán niệm thì dù vàng cũng tiêu hóa được năm quán là gì tức là khi ăn quá đường thì phải niệm năm quán niệm một tính xem công bao nhiêu thức ăn từ đâu đến hai, xem xét đức hạnh của mình thiếu hay đủ để nhận đồ cúng dường. ba, phòng ngừa tâm tạo tội tham là gốc. bốn, thức ăn là thuốc hay chữa được bệnh khô gầy. năm vì thành đạo nghiệp mới dùng cơm này. người xuất gia khi ăn cơm thì phải quán tưởng năm điều này mới thọ sự cúng dường. đều thị hiện trong lỗ chân lông. tất cả các cõi phật trong quá khứ tuy nhiên là vô lượng vô biên, nhưng trong một lỗ chân lông thị hiện ra các cõi phật có người nói, đạo lý này tôi không tin. Tất nhiên bạn không tin vì bạn là phàm phu. Nếu bạn tin thì minh bạch được cảnh giới của Phật. Vì căn lành của bạn không đủ, gặp được Phật Pháp chân tránh, nghe được Phật lý chân tránh còn không tin. Vì sao không tin? Vì nghiệp chướng quá nặng, nghiệp chướng quá sâu. Cho nên bạn không tin Phật Pháp là thuốc hay, cứu đòi, cứu người. Mà vừa mong muốn chúng sinh đừng tin Phật Pháp. Vì sao? Nếu chúng sinh tin Phật Pháp, thì quyến thuộc của chúng bớt đi, cho nên ma vương phái, còn ma cháu ma phá hoại phải pháp. Thấy người tu hành thành tựu, thì chúng bèn đến dẫn dụ đến uy hiếp. Định lực của người tu hành không đủ, thì dễ tẩu hỏa nhập ma, chịu sự khống chế của chúng. Cho nên người tu đạo phải chú ý, phải cẩn thận. Bất cứ cảnh giới gì hiện ra, tốt cũng đừng chấp trước, xấu cũng đừng chấp trước. căn bản tâm đừng lay động lúc này phải một lòng một dạ niệm danh hiệu của Phật. Cảnh giới thật, càng niệm càng sáng sủa, càng niệm càng rõ ràng. Nếu là cảnh giới giả, càng niệm càng đen tối, càng niệm càng lờ mờ. Đó là phương pháp kinh nghiệm thật giả. Cảnh giới ảo diệu, bất khả tư nghề này bạn không cách chi thấu hiểu được. Đợi khi nào có ngũ nhãn lục thông thì mới biết là việc rất bình thường, chẳng có gì là lạ. Giống như 20 năm về trước, có người nói con người có thể lên mặt trăng, tương lai có thể du hành đến mặt trăng. Bạn sẽ cho rằng đó là thần thoại. Bây giờ thực hiện được, mọi người đều tin, trong một lỗ chân lông hiện ra cõi nước chư Phật cũng là đạo lý này. Đây là thần thông của chư Phật, tức là đại thần thông lực của mười phương chư Phật mới hiện ra được cảnh giới này. Phật giáo lấy pháp giới làm tánh, ai cũng chạy không ra khỏi ngoài pháp giới. Tất cả các tôn giáo đều bao dung ở trong Phật giáo, nhất là bộ kinh Hoa Nghiêm này. Chỗ diệu dụng là lấy pháp giới làm tông, trên nói về đạo lý, lý sự vô ngại trong pháp giới. Ái lạc tịch tĩnh diễn nói được, thần thông lực của Phật là tận hư không khắp pháp giới. Vị ái lạc tịch tĩnh thiên vương diễn nói được đạo lý này tất cả biển pháp môn vô tận đồng vào một pháp trong đạo tràng đó là pháp tánh của phật nói trí nhãn thấu được phương tiện này tất cả biển pháp môn vô tận tất cả pháp tức là tám vạn bốn ngàn pháp môn mỗi pháp môn trong tám vạn bốn ngàn pháp môn lại có tám vạn bốn ngàn pháp môn là vô lượng vô biên trùng trùng vô tận cho nên nói tất cả biển pháp môn vô tận đồng vào một phát trong đạo tràng. Pháp môn có rất nhiều, không thể nói. Bây giờ đem dung vào thành một pháp môn, tức cũng là vô lượng pháp môn, nhiếp làm một pháp môn. Một pháp môn tán làm vô lượng pháp môn, cho nên nói đồng vào một pháp trong đạo tràng. Đó là pháp tánh của Phật nói. Pháp này một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều vô lượng, một nhiều vô ngại, pháp tính này là Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Trí nhãn thấu được phương tiện này, phổ trí nhãn thiên vương đắc được môn giải thoát biển ta muội vô tận này, cho nên vị này thấu rõ phương tiện pháp môn này. Tất cả cõi nước trong mười phương đều ở trong đó mà thuyết pháp, thân Phật không đến cũng không đi, đây là cảnh giới lạc huệ toàn. Tất cả cõi nước trong mười phương trên thế giới, không những chỉ có thế giới ta bà, mà còn có 10 phương thế giới. Mỗi phương lại có vô lượng vô biên thế giới. Do đó thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới. Cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng các cõi nước. Đều ở trong đó mà thuyết pháp. Trong tất cả cõi nước chư Phật mười phương, trong mỗi cõi nước đều có Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở trong đó, đang giáo hóa chúng sinh ở trong đó. Thân Phật không đến cũng không đi. Ở trong mỗi thế giới này đều có Phật đang nói kinh hoa nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Phải trang thân Phật đi đến mỗi thế giới? Chẳng phải vì thân Phật không đến cũng không đi. Trong kinh Kim Càng nói, Như lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh như lai nghĩa là bậc như lai không từ đâu đến cũng không về đâu nên gọi như lai đó là cảnh giới lạc huệ toàn đây là cảnh giới của vị ái lạc huệ toàn thiên vương biết rõ được cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn người không hiểu phật pháp cho rằng kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật là bộ kinh đại vọng ngữ thật ra đạo lý của kinh này nói là lý chân thật ngàn chân vạn thật. Bất quá chúng ta phàm phu, chưa đạt được cảnh giới này cho nên không hiểu được cảnh giới này. Phật quán thế pháp như hình bóng, vào nơi thâm sâu tối u ám, nói các pháp tánh thường tịch nhiên, thiện trùng tư duy thấy môn này. Phật quán thế pháp như hình bóng, Phật quán sát pháp thế gian như hình như bóng, không thường không thật. Trong kinh kim càng nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng như sương cũng như điện nên quán sát như thế vào nơi thâm sâu tối u ám tất nhiên pháp thế gian thông thường không thật là hư vọng nhưng phật đến nơi thâm sâu đen tối không thể nghĩ bàn ở trong thế gian để hoàng dương phật pháp nói các pháp tánh thường tịch nhiên phật nói các pháp là tướng tịch diệt không thể diễn nói tức là không nói tức là nói không ra, đó là pháp tánh tịch diệt. Thiện trùng tư duy thấy môn này, vì thiện trùng tư duy thiên vương thấy được cảnh giới này, hiểu được pháp môn này. Phật khéo biết rõ các cảnh giới, tùy tâm chúng sinh mưa pháp vũ. Nói pháp xuất thế khó nghĩ lường, môn này tịch tĩnh thiên ngộ được. Phật khéo biết rõ các cảnh giới, Phật không có gì mà không biết, không có gì mà không làm được, không có chỗ nào mà không đến, không có gì mà không thông. Phật biết rõ tất cả cảnh giới, tất cả căn tánh của chúng sinh. Tùy tâm chúng sinh mưa pháp vũ, căn tính chúng sinh giống như cây cỏ hoa lá, dễ lớn thì hút lượng nước mưa nhiều, dễ nhỏ thì hút lượng nước mưa ít. Chúng ta chúng sinh cũng như thế, chúng sinh căn lành sâu dày thì đắc được mưa pháp của Phật nhiều một chút, chúng sinh cân lành cạn cả thì đắc được mưa pháp của phật ít hơn một chút nói pháp xuất thế khó nghĩ lượng vì mở bài diệu pháp không thể nghĩ bàn đó là pháp môn xuất thế quan trọng hơn hết môn này tịch tĩnh thiên ngộ được vị vô cấu tịch tĩnh quang thiên vương minh bạch được cảnh giới này thế tôn thường dùng đại từ bi lợi ích chúng sinh hiện ra đời mưa pháp cam lồ nhuận hết thầy thanh tịnh quan thiên diễn nói được. Thế tôn thường dùng đại từ bi, Phật là đấng trí tôn. Ngài thường dùng tâm đại từ đại bi để giáo hóa chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có sai lầm gì, Phật cũng đều tha thứ, cho nên nói thế tôn thường dùng đại từ bi. Lợi ích chúng sinh hiện ra đời, Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh cho nên mới xuất hiện ra đời. Hiện tám tướng thành đạo ở thế giới ta bà mưa pháp cam lồ nhuận hết thảy phật là bình đẳng nhất chẳng có quan niệm phân biệt về giai cấp về chủng tộc về quốc tịch ngài thuyết pháp thì tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích bồ tát thì đắc được lợi ích của bồ tát a la hán thì được lợi ích của a la hán tu pháp đại thừa thì đắc được lợi ích đại thừa tu tiểu thừa thì được lợi ích tiểu thừa hết thảy đều có lợi ích khác nhau giống như bồn đựng nước, bồn lớn thì chứa nhiều nước một chút, bồn nhỏ thì chứa ít nước một chút. Thanh tịnh quang thiên diễn nói được, vị quảng đại thanh tịnh quang thiên vương diễn nói được cảnh giới này. Ở trên là 10 bài kệ của 10 vị quảng quả thiên vương, trời tứ thiền thuộc về sắc giới, nói để tán thán công đức của Phật. Lại nữa, thanh tịnh huệ danh xưng thiên vương Được môn giải thoát, thấu rõ phương tiện con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh Ý nghĩa ở trước chưa nói hết Bây giờ nói tiếp theo khiến cho mọi người càng minh bạch, càng hiểu rõ Vị thanh tịnh huệ danh xưng thiên vương Thuộc về cõi trời biến tịnh Trong cõi sắc giới trời tam thiền Cõi trời thứ chín thuộc về sắc giới Vị này có trí huệ thanh tịnh Ở trong các thiên vương Vị này rất có danh vọng được mọi người tôn làm lãnh tụ để chỉ đạo tất cả. Vị này ngộ được tam muội gọi là thấu đạt tất cả đạo giải thoát của chúng sinh. Vị này hiểu rõ chúng sinh trong chín pháp giới. Bồ Tát là chúng sinh đại đạo tâm, duyên giác là chúng sinh trung đạo tâm, thành văn là chúng sinh tiểu đạo tâm, thiên đạo nhân đạo, Atula là chúng sinh trong ba đường lành súc sinh ngạ quỷ địa ngục là chúng sinh trong ba đường ác đó là chúng sinh trong chín pháp giới mỗi loài đều có nhân có quả của mỗi loài do đó trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu tức là trồng nhân lành kết quả tốt trồng nhân ác kết quả xấu trong bổn kinh này có nói nếu ai muốn biết rõ hết thảy phật ba đời hãy quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo vạn pháp đều từ tâm tạo ra. Người xưa nói, tâm sinh vạn pháp sinh, tâm diệt vạn pháp diệt. Bây giờ phân tích chữ tâm này ý nghĩa đại khái là Tam điểm như tinh bố, loan quân tự nguyệt nhạ, phi mau tùng thử khởi, tác Phật giã do tha. Tạm dịch, ba điểm bày như sao uốn cong tờ trang non mang lông khởi từ đây thành phật cũng do nó ba điểm chữ tâm giống như sao bảy la liệt trên bầu trời chữ tâm cong giống như hình trang non mồng ba làm châu bỏ ngựa dê đều từ tâm tạo ra thành phật làm tổ cũng từ tâm tạo ra cho nên nói mười pháp giới không ngoài một tâm niệm mười pháp giới này do mình lựa chọn muốn đến pháp giới nào thì làm nghiệp pháp giới đó, tạo ra nghiệp pháp giới nào thì vãng sinh về pháp giới đó. Đó thật là tuyệt đối công bằng. Tâm của chúng ta không ổn định, giống như hạt bụi trong hư không, lúc cao, lúc thấp, lúc trái, lúc phải, lúc lên trời, lúc xuống đất, lúc cõi Phật, lúc nhân gian, lại có lối giải thích khác về tâm. Thao chi tác tồn, xả chi tác vong, xuất nhập vô thời, mạc chi kỳ hướng, nghĩa là giống như một con ngựa, dắt nó thì nó không chạy, nếu không dắt nó thì nó chạy. Tâm của chúng ta cũng như thế. Tiết chế nó, xem giữ nó thì nó ở, không tiết chế, không xem giữ nó thì nó chạy. Cho nên người tu hành, tức là tu tâm, luôn luôn niệm Phật, luôn luôn tham thiền. Tu hành như vậy thì tâm không chạy đi, do đó tâm viên ý mã. Tâm không an tĩnh, giống như con khỉ, chạy nhảy lăng xăng. Ý không an phận, giống như con ngựa, chạy rong bên ngoài. Hai loài xúc sinh này khó điều phục được. Chúng ta hàng ngày khởi vọng tưởng, tức là tâm chạy bên ngoài. Niệm Phật tham thiện là pháp môn duy nhất khống chế tâm ý tại một chỗ. Xuất nhập vô thời, tức là tâm ra đi lúc nào, lúc nào trở về đều không biết. Mạc tri kỳ hướng, khi tâm ra đi thì không biết tâm đi về đâu, khi đến cũng không biết đến đâu vị thiên vương này thấu đạt được tâm của tất cả chúng sinh biết cách làm thế nào để giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh hiểu rõ sự giải thoát cho nên vị này dùng đủ thứ phương tiện khiến cho chúng sinh đắc được môn giải thoát xuất thế tối thắng kiến thiên vương được môn giải thoát khát thị hiện như hình bóng để sự ưa thích của tất cả chúng chư thiên vị tối thắng kiến thiên vương này kiến giải nhạy bén phi thường chính xác phi thường vị này đắc được môn giải thoát các thị hiện tùy sự ưa thích của tất cả thiên chúng, như hình như bóng. Có hình thì có bóng, có bóng mới có hình, hình là ánh sáng, bóng là đen tối. Hình tức là mặt trăng, mặt trăng trong nước tức là bóng, mặt trăng chẳng đến, nước cũng chẳng đi, đó đây hỗ tương chiếu soi mà sinh ra bóng này. Lại giống như gương sáng, nếu có vật dọi vào, thì hình xuất hiện, vì quan hệ có sáng thì mới hiện ra bóng. Cho nên ánh sáng bóng này thì hiện khắp giống như đạo lý một ngàn vũng nước, đều có ngàn mặt trăng trong nước. Bổn thể của mặt trăng chẳng đến trong nước, chỉ có một chỉ cần ngàn vũng nước thì hiện ra ngàn mặt trăng trong nước. Vạn vũng nước thì có vạn mặt trăng trong vũng nước. Bất cứ vũng nước lớn hoặc nhỏ, chỉ cần chỗ nào có nước thì đều hiện ra bóng mặt trăng. Mặt trăng chẳng có tâm phân biệt là bình đẳng. Phật và chúng sinh cũng như thế, phải tương tự như mặt trăng. Tâm chúng sinh giống như nước. Tâm nước của chúng sinh thanh tịnh thì hiện Phật quang minh. Tâm nước của chúng sinh không thanh tịnh thì không hiện Phật quang minh. Trong bổn kinh này nói, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, bồ đề ảnh hiện chung tạm dịch Bồ Tát như trăng sáng Thường lơ lửng trên trời Tâm chúng sinh trong sạch Bóng bồ đề hiện ra Quang minh của Phật giống như mặt trăng sáng mát mẻ Ở không trung Hiện ra ở trong tất kính không Nếu tâm nước chúng sinh thanh tịnh Thì bồ đề giác đạo tùy thời hiện bóng ở trong tâm Tịnh tĩnh Đức Thiên Vương được mô giải thoát Đại phương tiện trang nghiêm thanh tịnh Khắp tất cả cảnh giới của Phật vị tịch tĩnh đức thiên vương này có đức tịch tĩnh đức tịch tĩnh là gì tức là có công phu thiền định vị này không những có công phu thiền định mà còn khiến cho chúng sinh cũng có công phu thiền định và là chúng sinh thấy được vị này đều sinh ra thứ định tâm này vị này cũng khiến cho chúng sinh tinh tấn tu thiền định lâu dần tích tụ được vô lượng vô biên công đức có đức tịch tĩnh cho nên xưng là tịch tĩnh đức thiên vương môn giải thoát của vị này đắc được gọi là đại phương tiện trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả cảnh giới của phật vị thiên vương này trong khoảng một niệm có thể trang nghiêm khắp cõi phật trong mười phương đồng thời đó đều là trang nghiêm tốt đẹp thù thắng và thanh tịnh hết thảy tất cả cảnh giới của phật lại có thể trang nghiêm thần thông tất cả cõi phật trong mười phương và vị này lại có thể hiện hiện cảnh giới này làm đại phương tiện Đại phương tiện là gì? Tức là phương tiện trong sự bất phương tiện. Bổn lai pháp phương tiện này không thể dùng. Nhưng vị này dùng được phương tiện này, không những dùng được mà còn không chướng ngại. Tù di âm thiên vương được môn giải thoát tùy thuận các chúng sinh vĩnh viễn lưu truyền trong biển sinh tử. Vị tu di âm thiên vương này, tù di dịch là diệu cao âm thanh của vị này rất vi diệu ở cõi trời đau lợi đều nghe được môn giải thoát của vị này đắc được là tùy thuận chúng sinh chúng sinh thích gì thì đều làm cho họ thỏa mãn nguyện vọng làm cho họ được tọa nguyện nhưng sự mong muốn của chúng sinh chẳng giống nhau nguyện vọng của a la hán là tự độ mà không độ người do đó mà hà tác bất quản tha di đà phật các cố các chỉ lo cho mình điễu sinh thoát tử, không muốn đi cứu vớt sự khổ của chúng sinh. Bạn khổ là việc của bạn, chẳng liên can gì đến tôi. Tự điễu hán, không muốn đi độ chúng sinh. Dục vọng của chư thiền là cứ lo hưởng thụ phước báu. nghĩ đến y phục thì có y phục, nghĩ thức ăn thì có thức ăn. Nghĩ mặc y phục đẹp thì có y phục đẹp, không lớn, không nhỏ, vừa vạn thích hợp. Y phục của người trời, không những nhẹ nhàng, mà còn không có đường khâu không bao giờ cần giặt, không dính bụi bặm, sạch sẽ vô cùng. Muốn ăn đồ ngon thì có ngay, có khi nhiều một chút, có khi ít một chút, không giống như thế giới cực là không nhiều không ít, ăn vừa đủ no. Trừ thiền tuy nhiên sung sướng, nhưng cũng có đau khổ. Đau khổ gì? Đau khổ về sinh tử. Khi phước trời hưởng hết rồi, thì có năm tướng suy hiện ra. Năm tướng suy là gì? Một, hoa trên đầu héo. Người trời có mũ bằng hoa, dùng hoa tươi làm thành hoa này không những không héo ngược lại ngày càng xanh tươi tốt đẹp nhưng đến khi sắp hết tuổi thọ thì hoa trên đầu khô héo y phục dơ bẩn hai y phục dơ bẩn y của người trời mặc rất sạch sẽ không dơ bẩn vĩnh viễn không cần giặt nhưng đến khi tuổi thọ hết thì y phục dơ bẩn sự dơ bẩn này từ đâu đến là từ nghiệp trướng hiện ra ba hai nách ra mồ hôi thân thể người trời không ra mồ hôi luôn luôn sạch sẽ nhưng đến khi tuổi thọ hết thì hai nách chảy ra mồ hôi thân thể như nhuốc bốn thân thể có mùi hôi người trời thân thể luôn luôn có hương thơm vì người trời tu mười điều lành và giữ nằm giới cấm cho nên thân cảm ứng có mùi thơm nhưng khi tuổi thọ hết rồi thì thân phát ra mùi thây chết làm cho người bịt mũi không dám lại gần nằm ngồi không yên người trời thường tu thiền định tham thiền đả tọa công phu sâu dài thì thăng lên công phu ít thì trầm xuống lúc bấy giờ đã phát sinh ra bốn hiện tượng biết được thọ mạng sắp kết thúc cho nên ngồi không yên ngồi xuống lại đứng lên đứng lên lại ngồi xuống cứ như vậy nhiều lần thọ mạng chấm dứt thì chuyển sinh trong sáu nẻo luân hồi, đó là hiện tượng nằm tướng suy, phàm là chư thiên trong tam giới đều có sinh tử, ngay cả thượng đế cũng còn sinh tử. Dục vọng của Atula là muốn được hưởng phước ở trên trời, muốn chư thiên sớm về nhân gian để nhường việc trên trời cho chúng quản lý. Chúng còn ham muốn làm lãnh tụ chư thiên, việc gì cũng muốn tranh đệ nhất, muốn đứng đầu. Dục vọng của con người là giàu sang danh lợi, muốn làm quan, muốn phát tài, không cầu danh thì cầu lợi, không thoát ra được vòng danh lợi hoàng đế càn long đời nhà thanh giá lầm trấn giang kim sơn tử lên chỗ cao để ngắm phong cảnh bèn hỏi thiền sư pháp khánh mỗi ngày sông trường giang này có bao nhiêu chiếc thuyền qua lại thiền sư đáp chỉ có hai chiếc thuyền hoàng đế lại hỏi hai chiếc thuyền sao thiền sư đáp phải một chiếc là danh một chiếc là lợi sự tham muốn của con người không bao giờ ngừng được danh lại muốn được lợi được lợi rồi lại muốn có danh, đều muốn được cả danh và lợi. Do đó, nhân tâm bất túc xà tôn tượng, nghĩa là tâm con người không biết đủ, giống như rắn nuốt vòi, làm được hoàng đế lại muốn sống mãi không chết. Dục vọng của loài súc sinh, vừa có lòng tham ngu si và điên đảo, sở thích của chúng là không làm mà muốn có đồ ăn, không phấn đấu sinh hoạt. Chúng ta người tu đạo phải học tinh thần đại ong chúng hút mật trăm loài hoa về tụ tập một chỗ, mèo lên mà thành mật ong, không những lợi mình mà cũng lợi người. Dục vọng của loài ngạ quỷ là muốn ăn đồ vật, nhưng chẳng có vật gì để ăn. Dù uống nước, nước cũng biến thành lửa, vì nghiệp chướng quá nặng, cổ họng nhỏ như cây kim, bụng thì to như trống, không có khi nào ăn no, thật đáng thương. Dục vọng của loài địa ngục là tâm sân hận, luôn luôn muốn nóng giận, chẳng có tâm từ bi. Chúng sinh nóng giận như lửa thì chịu sự khổ lửa đốt thân. Chúng sinh nóng giận như đau thì chịu sự khổ cắt thịt. Nóng giận như thế nào thì có phiền não như thế đó. Các pháp giới chúng sinh đều có lòng tham muốn của họ. Phàm là chúng sinh có lòng tham muốn thì vĩnh viễn lưu truyền trong biển sinh tử. Ngóc đầu lên lại chìm xuống, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, luân hồi trong sáu nẻo không khi nào ngừng, đó gọi là biển sinh tử. Vị thiên vương này hiểu rõ đạo lý này, cho nên tùy thuận chúng sinh lưu truyền trong biển sinh tử, khiến cho chúng sinh giác ngộ mà ra khỏi biển sinh tử đã được giải thoát, vị này đắc được môn giải thoát này. Tịnh niệm nhãn thiên vương được môn giải thoát, nghĩ nhớ hạnh của Như Lai điều phục chúng sinh vị thanh tịnh nhãn thiên vương này nhờ công đức niệm phật niệm pháp niệm tăng mà đắc được mắt thanh tịnh và còn đắc được định lực nghĩ nhớ của như lai nghĩ nhớ tức là không quên không quên ai không quên như lai cho nên chúng ta là người tu đạo phải bỏ vọng tồn chân khử sạch tâm vọng chỉ tồn tâm chân thành yêu thích cõi nước chư phật phát nguyện vãng sanh đó là nghĩ nhớ nghĩ nhớ pháp thân của phật nghĩ nhớ hóa cảnh của Phật, nghĩ nhớ hết tam bảo thì hàng phục được các hại của chúng sinh. Chúng sinh trong thế giới ta bà không dễ gì điều phục được. Trong kinh địa tạng có nói, chúng sinh cõi nam diêm phủ đà, can tánh khó điều phục. Chúng sinh thế giới này chấp trước cái ta ngã mạng cho nên khó điều phục. Họ không chịu nghe, dù có bạn tốt thể hiện khéo dụ khiến cho họ phát bổ đề tâm, lợi mình, loại người nhưng họ không tin, không nghe dạy bảo. Cho nên chúng sinh thường làm chúng sinh, không siêu thoát được. Vị thiên vương này điều phục được chúng sinh hạnh, đều là điều hòa, giống như nước hòa với sữa, lập tức điều hòa thành một thả. Phục là điều phục, giống như cọp, xem người là thức ăn, hòa thượng hư vân khiến cho cọp y tam bảo không ăn thịt mà ăn chay đó là điều phục chúng sinh không giữ quy củ mà dạy họ giữ được quy củ đó là điều phục chúng sinh hạnh vì thiên vương này đắc được môn giải thoát này khả ái lạc phổ chiếu thiên vương được môn giải thoát phổ môn chảy ra từ biển Đà La Ni vì khả ái lạc phổ chiếu thiên vương này bất cứ là người ở trên trời hoặc người ở tại nhân gian ai thấy được vị này đều sinh tâm hoan hỷ và ái hộ vì quang minh của vị này chiếu khắp tất cả chúng sinh thì tất cả đều có nhân duyên vị này đắc được phát tam muội phổ môn biển đà la ni phổ môn là gì tức là do một cửa mà sinh ra vô lượng cửa một môn sinh ra vô lượng môn từ vô lượng cửa trở về một cửa là cửa viên dung vô ngại trù khắp pháp giới đà la ni là gì dịch là tổng trì tổng là tổng tất cả pháp trì là trì vô lượng nghĩa tóm lại tổng thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh trì giới định huệ ba học viên minh biển tổng trì là gì tức là từ trong một tổng trì sinh ra vô lượng vô biên tổng trì trong mỗi tổng trì lại sinh ra bất khả thuyết bất khả thuyết tổng trì sự biến hóa nhiều này giống như biển cả cho nên gọi là biển tổng trì tuy nhiên có biển tổng trì nhiều như thế nhưng đừng chấp trước không chỗ chấp trước thì viên dung vô ngại chẳng giống như chúng ta có một thì chấp một có hai thì chấp hai có ba thì chấp ba cho đến có vô lượng thì chấp vô lượng phải lìa tất cả chấp trước tướng thì biển tổng trì cũng chẳng có nếu không bỏ sự chấp trước tướng thì chẳng bao giờ được giải thoát vị thiên vương này được môn giải thoát này thế gian tự tại chủ thiên vương được mô giải thoát khiến cho chúng sinh gặp được phật thì sinh tín tạng vị thế gian tự tại chủ thiên vương này tức là thiên chúa hoặc là thượng đế mà một số người tin vị này tuy nhiên làm chúa trời nhưng vẫn không biết đủ trí túc lại đến nhân gian để làm tự tại chủ dạy người nhân gian khởi tâm tham tâm sân tâm si dạy người nhân gian tin mình tín ngưỡng mình sùng bái mình còn phán giáo nói rằng một tin ta thì được cứu không tin ta thì không được cứu người có tâm tham nghe rồi thì nghĩ rằng họ sẽ được cứu bèn tin thượng đế hai người nào tin ta thì được sinh về nước chúa ai không tin thì đoạn địa ngục tóm lại bất cứ có bao nhiêu tội lỗi chỉ cần tin thượng đế thì sẽ được sinh lên thiên đường bất cứ có bao nhiêu thiện nghiệp nếu không tin thượng đế thì sẽ đọa vào địa ngục Người có tâm sân hận nghe rồi thì muốn nổi nóng, tạo ra nhiều nghiệp, bây giờ tìm Thượng Đế thì sẽ được cứu, cho nên liền tin. 3. Tin ta thì là con của Thượng Đế, không tin ta thì là quyến thuộc của ma quỷ. Người có tâm si mê nghe rồi thì một lòng muốn làm con của Thượng Đế, tôi phải sinh về đất Chúa, do đó bèn tin Thượng Đế. Người ngu si thì bất cứ ai nói điều gì họ đều tin là thật. Nếu có ai nói trứng gà đẻ ở trên cây, họ cũng sẽ tin. Tại sao? Vì họ chẳng có năng lực biện rõ thị phi, đó tức là mê tín. Cho nên vị thế gian tự tại chủ, ở uh, tại nhân gian lập giáo mà hành đại đạo, đến khắp nơi dùng quan hệ tình cảm để thuyết giáo dạy người tin Chúa Trời. Chúa Trời là thần vạn năng, sáng được thế giới, tạo vạn vật xét đoán tội người nhưng không công bằng. Là giáo đồ thì có quyền ưu tiên thăng lên thiên đường, chẳng phải giáo đồ thì không thể tha thứ, còn phải chịu tội. Nói về vị Chúa Trời này bây giờ đã phản tỉnh, vị này đã kiểm thảo lại những gì đã làm trong quá khứ, biết phạm sự sai lầm cho nên bây giờ sám hối, nói, tin ta thì nương tựa không vững, chết rồi tuy nhiên sinh lên thiên đường, nhưng khi hưởng hết phước trời thì vẫn phải chịu sinh tử, chẳng phải phát rốt giáo chỉ có tên phật phát mới chất tránh được cứu vĩnh viễn chấm dứt sinh tử vị thiên vương này khiến chúng sinh gặp được phật thì sinh tính tạm phật là vô thượng tránh đằng tránh giác. bất cứ thần thánh chúa trời đều không thể so sánh với trí huệ của phật vì phật có đại trí huệ không thể sánh được vị thiên vương này đắc được môn giải thoát này Quang diệm tự tại thiên vương được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp tin vui mà ra khỏi ba cõi. Vị quang diệm tự tại thiên vương này có trí huệ quang minh giống như lửa ngọn, vị này đắc được sự giác ngộ khiến cho chúng sinh trong chín pháp giới nghe pháp mà sinh tín tâm và còn hoàn thiên hỷ địa tín thọ, như vậy mới ra khỏi tam giới, ra khỏi luân hồi, ra khỏi đầy ác năm trược. Vị thiên vương đắc được môn giải thoát này Tam giới là gì? Tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có dục, tham muốn nam nữ, tham muốn về vật chất và tư tưởng tham muốn. Cho nên gọi là dục giới. Sắc giới chẳng còn tham muốn nam nữ nhưng có sự tham muốn vật chất và tư tưởng tham muốn. Cho nên gọi là sắc giới. Vô sắc giới chẳng còn tham muốn nam nữ cũng chẳng còn tham muốn vật chất, chỉ có tư tưởng tham muốn, tức là thức, cho nên gọi là vô sắc giới. Luân hồi là gì? Tức là bánh xe sinh tử, chạy trong vòng sáu nẻo, bị nghiệp lực sở cản chi phối. Lúc còn sống thực hành thượng phẩm mười điều lành, giữ năm giới thì được sinh về cõi trời. Lúc còn sống thực hành trung phẩm mười điều lành, giữ năm giới thì sinh về cõi người. Lúc còn sống thực hành hạ phẩm mười điều lành, giữ năm giới thì sinh về cõi a tu la lúc còn sống thực hành hạ phẩm 10 điều ác không giữ nam giới thì sinh về đường xúc sinh lúc còn sống thực hành trung phẩm 10 điều ác không giữ nam giới thì sinh về ngạ quỷ lúc còn sống thực hành thượng phẩm 10 điều ác không giữ nam giới thì đọa vào địa ngục đời ác năm trược là gì thế giới này chúng ta đang ở có năm thứ cấu nhiễm một kiếp trược Đến thời đại mạt Pháp, tuổi thọ con người đến lúc thấp nhất thì thành diệt kiếp có ba tai nạn lớn. Hai kiến trược, trong tâm con người đầy dẫy tư tưởng ngũ trùng kiến, năm thứ thấy không chân chính. Tức là thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến.